Rồi, bây giờ chúng ta đến tới chi tiết 1 các bạn. Chi tiết 1 nghĩa là nói về cái ống T này. Thì đầu tiên có một hỏi đầu tiên đó là tại sao ống vào bể là không phải là ống co hay ống thẳng? Thì ống T này, ống T này, ống co, ống thẳng. Tại sao vào bể không phải là ống thẳng, không phải là ống co mà lại là cái ống chữ T này? Đầu thì sau khi nước chất thải đó chảy vào bể thì phân thành bốn vùng như vậy, thì mục đích của chúng ta là mong muốn bốn vùng này ổn định, có nghĩa là lớp nào thì nằm theo lớp đó, không muốn lớp cái bốn lớp này bị xáo trộn. Cho nên đó, nếu dùng ống thẳng, ống dạng này nè, chảy vào đây thì nó sẽ làm xáo trộn những ống này. Vậy tại sao không dùng cái ống co này? Thì chúng ta phân biệt giữa ống T và ống co nó khác nhau. Ống T nó có cái lỗ, nó có phần phía trên này, phần phía trên này á có tác dụng á là làm cho nước dễ chảy hơn. Đây, ống đây là ống T các bạn. Các bạn thấy không? Nó có nước chảy vô phải không? Trên này nó có lỗ nè. Đấy, giống trường hợp này như đây có lỗ nè, có lỗ thì làm cho nước chảy dễ hơn. Còn nếu mà cái ống co này do nó không có cái lỗ này, không có phần trên này, cho nên nhiều lúc đó, nước chảy vào bị ứ. Thứ nhất, cái thứ hai á, nước chảy không có mạnh. Đó, nếu mà dùng ống T thì nước sẽ chảy vừa chảy hiền hòa mà vừa chảy mạnh, nên tao dùng ống T. Thì tiếp theo đó, mình sẽ tính cái chiều dài ống T là bao nhiêu. Thì bạn nhìn thấy đây, đầu tiên chúng ta có H. H là từ đáy bể nè tới tấm đan nè. Đấy, thì để cho nước chảy hiền hòa không làm xáo trộn tất cả vùng này thì cái đầu ống này, cái đầu ống là chỗ này không, cái đầu ống vùng này thôi đó, cái vùng này các bạn đó, vùng này đầu ống nè, đầu ống đó, nên cách vùng cặn tươi 3 tấc. Đây bạn thấy không, đầu ống này đây cách vùng cặn tươi 3 tấc thì nước sẽ chảy vào hiền hòa, còn chất thải chảy hiền hòa. Và chúng ta có tổng chiều cao là h này, trừ 26%, trừ 1%, rồi trừ tiếp cho 0,3 m này ở dưới, rồi trừ tiếp cho cái chỗ này là 0,1 m. Đó. Thì tại sao chỗ này là 0,1 m? Các bạn thấy muốn cho cái ống này thông hơi tốt á thì nó nên nằm ở trên cái vùng không khí, thấy không? Và để cho tốt nhất á, thì mình đã suy nghĩ nhiều lần là để tốt nhất á, thì nên cách cái tấm đan nè 1 tấc. Nên mình làm lại nha, h nè trừ 6% nè, trừ 1% nè, trừ 0,3 m nè, trừ 0,1 m nữa, có nghĩa là tổng cộng là đây h trừ 6% h nè, trừ 1% h, trừ 0,3 là còn 63% h trừ 0,3 m. Ống T vào đến cách mặt thoáng 1 tấc nữa, nghĩa là 63% h trừ 0,4 m. Đó, đây là tổng chiều dài ống T vào. Thì ống T này thường là phi 114 các bạn. Rồi, tiếp theo chúng ta qua chi tiết 2. Rồi, chi tiết 2 chi tiết này. Chi tiết 2 thì nói về gì? Nói về cái hình dạng cái ống này. Tại sao hình dạng ống này ống chữ H? À, thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu. Thì ở đây nè là chiều dài ngăn chứa, bên đây là chiều dài ngăn lắng. Rồi, thì để từ ngăn chứa mà vùng nước chảy qua ngăn lắng thì chúng ta phải làm một cái lỗ thông. Thế thì lúc này người ta sẽ hỏi tại sao cái lỗ thông này nè không đặt ở vùng cặn tươi, không đặt ở vùng cặn, không đặt ở vùng váng, không đặt vùng lưu không mà lại đặt ở cái vùng nước này, lý do tại vì người ta muốn nước chảy qua thôi, không muốn
những cái khác nhảy qua. Cho nên á, là cái vùng này nè, cho nên là cái mà cái vị trí mà đặt cái ống á, thông giữa hai bể là phải nằm trong vùng nước. Như vậy bây giờ nằm vị trí nào đây, các bạn thấy mình cái vị trí hình chữ nhật này không? Đó, vị trí nhật này chính là cái vị trí mà tối ưu nhất để đặt, để đặt ống. Thì để không làm xáo trộn các vùng nước này á, thì cái vị trí ở cận dưới nè nên đặt vùng cách vùng cận tôi 1 tấc, và vị trí vùng cận trên nè nên đặt vùng ván cách 1 tấc. Đó, nhìn cho nên đây á, là vị trí tốt nhất để đặt cái ống này. Và vì muốn tận dụng cái thể tích không gian, và thể tích không gian cho cái bể điều hòa này lớn nhất á, thì cái cốt ống á, nên đặt ngay trên vùng cận trên. Đó, thấy không? Đó, ngay vùng cận trên. Còn tổng chiều dài của nó thì cũng bằng tổng chiều dài cái này luôn, là 63% h trừ 0.4 m. Rồi, bên trái là như vậy, rồi bên phải cũng là như vậy. Thì nước này từ chảy qua đây nè, không, từ chảy qua đây thì xuống đây. Rồi, thì ở trên này các bạn thấy á, ở dưới á, có một cái lỗ thông cặn. Lỗ thông cặn này thì kích thước là 0.2 m × 0.2 m. Ở trên có một cái lỗ thông khí này, tốc 1 tấc vuông. Còn nếu mà các mình không làm lỗ thông khí cũng được, thì mình làm tất cả vùng này nè, là mình xây tường ngăn á, xây tường chỗ này lên tới đây đúng không? Tường ở bên chỗ này là xây lên tới đây, còn tường chỗ này á, à, tường trong khu vực này nên xây tới đây thôi. Tường xây từ đây nè, tới đây ngừng. Đó là cách thứ nhất để thông khí. Cách thứ hai, nếu mà chúng ta xây tường từ lên tới đây tới đáy luôn thì nên làm lỗ thông khí. Đó là cách thứ nhất, nếu mà xây tường lên tới đáy luôn thì làm thông khí. Còn cách thứ hai, không cần làm lỗ thông khí, xây tường từ đáy lên tới cách cái trần này là 1 tấc. Đó là lỗ thông khí, là lỗ thông nước này, còn này là lỗ thông cặn nè. Vậy tại sao á, người ta phải làm thêm cái lỗ thông cặn là làm gì? Thì khi mà hút bể phốt á, thì người ta sẽ hút ở ngăn chứa. Các bạn thường ngăn chứa thì người ta sẽ làm rồi. Ê, cái lỗ này đúng không ạ? Đấy, một cái lỗ này. À, ta đưa cái ống vòi vôi mà để hút bởi phốt đó vô đây. Đó, cầm đi đây hút lên. Hút lên. Thì để mà cho hút cho tốt nhất á, thì là làm lỗ thông cặn để cho hai cái bể này thông với nhau nè, cặn ở đây chảy qua đây nè, hút lên. Còn nếu mà chúng ta không làm lỗ thông cặn này á, nhiều khi cặn bên đây nó không chảy qua đây, nó hút được bên đây, hôm nay không hút được. Đó, lỗ thông khí thì để thông không khí rồi. Đó, lỗ thông nước thì để thông nước. Đây, tiếp tục qua chi tiết 3 là chi tiết cái này. Thì đầu tiên là cái chiều dài của cái ống thông từ cái bể lắng qua bể lọc ấy, thì cũng là 63/100 h/4 m, đúng không ạ? Thì nó cũng cách cái trần 1 tấc. À, cái này cũng cách trần 1 tấc nè, này cách trần 1 tấc. Thì cái cốt ở dưới đó, nó cũng bằng cốt ở dưới này. Các bạn sẽ hỏi tại sao cái cốt ở dưới cái cốt bên này nè, đó cách ống bên này nè, nó bằng cốt ống bên này, đúng không? Mà nó không nằm ở dưới nữa, hoặc nằm ở trên nữa. Bạn nghĩ xem, trường hợp nhất, cái cốt ống này nằm ở trên thì như thế nào? Cốt ống mình ở trên á, thứ nhất á, nếu mà nằm ở trên á, thì vùng ván này nè, đây, vùng bọt ván này có thể chảy qua được,
mà mình không muốn bọt ván nó chảy qua. Cái thứ hai, nếu mà cái cốt cống mình nằm phía trên đó, thì lúc mà cái nước nó vô đây nè, thì nó vì nguyên nguyên tắc là bình thông nhau mà, đúng không? Cái nước này phải nó đẩy lên tới đây, thì nước bên đây nè cũng đẩy lên tới đây. Đó. Mà nước ra đẩy phía đây á, nhiều khi á, chỗ này nè đẩy lên nó ngập, nó làm ngập cái vùng phía trong này. Rồi phía trong là nhà từ nhà vệ sinh chảy vô nè, nên đó. Theo nguyên tắc á thì cái cốt ống á, nó phải giảm dần, nghĩa là cốt này cốt cao nè, chỗ này cao nhất nè, ống cốt chỗ này cao nhất nè, chỗ này thấp thấp hơn à. Chỗ này thấp hơn, chỗ này thấp hơn à. Nguyên tắc là vậy, nguyên tắc là cốt tính từ ống vào đến ống ra là thấp dần. Rồi tại sao cái cốt ống này không đặt ở phía dưới? Nếu mà đặt về phía dưới á, thì nó sẽ làm giảm chiều dày của những cái lớp gọi là lớp lọc này, thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà ta muốn giữ nguyên chiều dày lớp lọc này á, thì ta giảm nó nằm phía dưới này thì tất cả phải kéo xuống dưới, đúng không? Như là cái phần bên đây nè, kéo xuống phía dưới này nữa, nó làm cho cái ống mà cốt ra này, cái cốt mà ra khỏi cái ống, cốt ống ra này nè càng thấp, mà chúng ta muốn cái ống cốt ra này á, nó phải cao nhất có thể, cho nên không thể làm phía dưới được. Nên cái trường hợp tốt nhất á, là cái cốt ống này nè, cốt ống này nè bằng cốt ống này đấy. Rồi thì từ ngăn chứa ở chảy qua ngăn lọc ngăn lắng ở chảy qua ngăn lọc, thì các cái lớp này á, thì chúng ta sẽ có nè sỏi nhỏ, cát, than sỉ, than củi. Thì các bạn biết á, bốn cái lớp này á, mà nước từ đây chảy vào đây nó sẽ lọc, đúng không? Này cái lớp lọc này, lớp lọc tốt nhất là mình suy nghĩ bốn cái lớp lọc này nó lọc tốt nhất. Sỏi nhỏ, cát thì bạn biết rồi, than sỉ, than củi bạn cũng biết rồi. Than sỉ là sỉ than đây, này than sỉ là này, xài xong nó ra này, này là than sỉ nè, than củi là củi của than, than đốt xong đó. Sỉ than là những cái chất đó này đang đang đốt phải không, đốt xong chất thải của nó chính là sỉ than. Rồi sỏi nhỏ, cát, than sỉ, than củi. Rồi tới cái chi tiết thứ tư là cái ống mà thông giữa cái ngăn lọc và ngăn rút, thì cái ống này đặt ở đây là hợp lý nhất. Rồi cuối cùng chi tiết thứ năm là ống thoát nước ra, từ đây là thoát ra ngoài cái hệ thống thoát nước chung này. Ở tại sao đặt ở trên đây mà không đặt ở dưới đây, đây đây đây? Tại vì nếu lúc này á, khi mà nước chảy ra đây nè, nó khí lọc được rồi nè, nó sẽ ra ngoài đây. Mà nếu mà chúng ta đặt cái ống này có thấp á, thì nó sẽ làm cho nhiều khi, các bạn nhiều khi gọi là nhiều khi đi, ví dụ nha, cái hố ga bên ngoài á, nó nằm vậy nè, không thì cái ống bên này á nó chảy qua đây đúng không? Đó, bạn ý là cái ống là từ đây nè chảy qua đây, chảy vô hố ga, không mà chảy ra ngoài, chảy hố ga là chảy ra hệ thống cống chung, thì cái vụ hố ga nằm đây á, thì mình đã đặt ống này. Còn nếu mà thí dụ hố ga nằm đây nha, thì cái miệng miệng hố ga nằm đây đúng không, cốt không miệng nằm đây, mà chúng ta đặt cái cốt ống này nằm phía dưới thì đâu được đâu, phải không? Nước đâu chảy ra đâu, phải không? Nghĩa là đặt mình đặt nằm phía dưới,
thì dù đặt nằm phía dưới nè thì nước từ đây á đâu chảy vào đây được, tại trên đây là cái mặt cống nè, thấy không, từ đây thấp từ đây cao làm sao chảy qua được, không chảy được. Cho nên trong cái trường hợp tốt nhất á, là cái cốt ống ra này nó phải đặt cao nhất có thể, thì cao nhất có thể là cái cốt này nè, cái cốt bằng bên đây luôn nè, đó bằng cốt này luôn nè, tất cả cốt này bằng nhau hết, thấy không? Đó, tất cả cốt này bằng nhau hết, đó trường hợp tốt nhất. Chúng qua coi chi tiết 6 là cái chi tiết quan trọng nhất, là đó là cái gì, đó là cái ống thông hơi của cái bể từ ngoài. Cái ống thông hơi này á là phi 49, vượt trên máy ít nhất là 0.7 mét, có nghĩa là ống thông hơi này nó sẽ đi từ cái bể từ ngoài cho tới cái cốt đỉnh của nó là cái mái nhà, cao hơn mái nhà 7 tấc. Rồi tại sao cái ống thông hơi này lại làm chữ T vậy mà không làm cái ống thẳng? Người ta làm chữ T này tránh trường hợp là nước mưa chảy vào đây, thấy không? Nước mưa chảy vào đây. Người ta không muốn nước mưa chảy vào đây, người ta làm cái ống ngang vậy nè, chắn nước mưa. Rồi thông hơi cũng tốt thôi. Thì cái ống T này, cái ống mà thông hơi này là cực kỳ quan trọng các bạn. Nếu mà không có cái ống thông hơi này thì nó sẽ xảy ra một trường hợp, đó là bể từ ngoài sẽ bị nổ, là do khi mà những chất thải vào đây, đúng không, nhưng mà thải vào đây nè, lên men lắng cặn á, thì nó sinh ra một chất khí, mà chất khí đó nếu mà không được thông tốt, không được thoát đi tốt, thứ nhất á, nó sẽ hôi bồn cầu, thứ hai á, nó sẽ bị nổ. Nên là buộc lòng mình phải làm cái ống thông hơi này. Đó. Ống hơi này thứ nhất là nó không bị hôi bồn cầu, thứ hai là không bị đổ bồn cầu. Nên ống hơi này là một chi tiết cực kỳ quan trọng, không có nó là chết. Rồi bây giờ chúng ta qua tiếp các trường hợp. Thì chúng ta qua tiếp trường hợp là các quy tắc của bể từ ngoài, không các bạn? Nè, để dòng nước không bị chảy tắt thì các ống qua lại giữa bể phải đặt xô le nhau. Nghĩa là sao? Nè, thí dụ đây là ống vào mà, ống vào đặt đây đúng không? Thì ống thông từ bể này qua bể này phải đặt ở vị trí này. Tại sao phải đặt ở vị trí này mà không đặt ở vị trí này? Đấy, đặt phía này tôi không đặt. Tại vì chúng ta muốn là nước chảy vào đây nè, nó phải dòng đây rồi nó mới chảy vào đây. Còn nếu mà cái ống này nè, đặt vị trí này nè, nếu từ đây chảy vào đây nè thì phải chảy vào luôn, phải không? Như là chảy tắt nè, từ đây chảy vào đây chảy liền luôn, không được, không muốn vậy. Nên ống này phải nằm đây, ống này nằm đây, không, xô le, gọi là xô le đó. Đây, đã dính dắt xô le. Cốt ống vào bể là cao nhất, cốt các ống tiếp theo phải bằng hoặc thấp hơn, không được cao hơn, nghĩa là cốt ống thấp dần. Quy tắc này các bạn cũng biết rồi, cốt này là cao nhất nè, cốt ống này cao nhất, cốt ống là thấp dần hoặc là bằng nhau, cao nhất thấp dần. Bây giờ các bạn xem cái hình này nhé. Đó. Thì bây giờ người ta thường hỏi các bạn, sau
sao mình thấy mấy cái bản vẽ mà mấy cái biệt thự nhà phố được, người ta vẽ cũng ba ngăn, gọi là ngăn chứa, ngăn lắng một và ngăn lắng hai, tại sao không có ngăn lọc và ngăn rút? Tại vì nếu mà chúng ta làm ngăn rút, cái ngăn mà ngăn lọc á, thì chúng ta phải thâu rửa những vật liệu này, có nghĩa là khi mà cảm thấy mà cái bồn cái bể tự hoại nó bị tắc á, nghĩa là nhiều nhiều khi á, không phải là nó đầy đâu, mà nhiều khi là do cái chất thâu rửa nó bị tắc rồi, bị kẹt rồi, không? Mình chắc thâu rửa này nè, xài một thời gian á, thì mình phải thâu rửa này, nghĩa là mình phải vệ sinh những cái chỗ này nè, đó, vệ sinh chỗ này. Mà bạn biết rồi, trong những cái nhà thì người ta làm biếng, không muốn vệ sinh. Cái nhất, cái thứ hai là nếu mà làm vật liệu này tốn tiền nhiều hơn, nên người ta làm ngăn chứa, ngăn lắng một, ngăn lắng hai, chứ không làm ngăn lọc. Người ta thường làm ngăn chứa nè, lắng một rồi, lắng hai, rồi chảy trực tiếp qua bên ngoài luôn, chảy trực tiếp qua lắng chung luôn. Cho nên đó là lý do tại sao mà người ta thường làm không có làm ngăn lọc. Thứ nhất là không cần phải thâu rửa những cái vật liệu lọc này, hiểu không? Thứ hai là không muốn hôi nhà. Làm như vậy là khi mà phải vệ sinh những vật liệu này là phải mở bồn cầu lên. Thôi nhầm, mở nắp chỗ này nè, không, chỗ này có cái nắp này, mở lên, mở nắp lên là vô đây thay những vật liệu này nè, mệt lắm. Ta muốn làm vậy, làm vậy nhất là mệt, thứ hai là hôi nhà, người ta không muốn làm, nên người ta chỉ làm ngăn chứa, lắng một lắng hai rồi đi ngoài luôn, không làm ngăn lọc. Dĩ nhiên nếu mà làm theo cách đó thì cái sản phẩm mà cuối cùng nó không có trong, nó không có gọi là đúng quy tắc vệ sinh môi trường, nó còn rất là hôi. Các bạn mà khi mà muốn mà xây cái bể tự hoại là xây theo phương pháp của mình này, mình chứa ngăn lắng ngăn lọc ngăn rút. Xây này cho dù nó có tốn tiền chút, nó mất vệ sinh nó khi mà mình thâu rửa những vật liệu này chút, nhưng mà thời gian sử dụng là cao nhất. Như thế dùng nghĩa là sao, nghĩa là một bể phốt sẽ sử dụng từ 3 đến 5 năm, ít nhất là 3 năm. Một cái bể phốt nào mà không theo tuân theo những nguyên tắc này nhiều khi có 1 năm đầy à, nhiều khi có 1 năm đầy là phải hút bể phốt, hút xong nhiều khi đầy nữa, tại vì người ta là không biết làm, đúng không? Làm có đúng nguyên tắc cho nên mau đầy mau tắc. Các bạn làm đúng những nguyên tắc mình đã chỉ thì chắc chắn ít nhất là 3 5 năm mới hút bể phốt 1 lần đấy. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bạn nhớ xem những video tiếp theo nhé.